Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối Chủ nhật ngày 25 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Nhiều địa phương trong tỉnh tích cực đầu tư mở rộng diện tích nuôi cá tầm và chim cút. Mặc dù chịu tác động chung của tình hình dịch bệnh COVID-19, nhưng công nghiệp Lâm Đồng tăng trưởng nhờ đa dạng sản phẩm. Cần những giải pháp quản lý an toàn trước thực trạng đuối nước ở trẻ em, nhất là thời điểm mà các em kết thúc năm học, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè. Khách sạn Đà Nẵng kín phòng dịp lễ 30 tháng 4, điều chưa từng xảy ra hơn một năm qua sau tác động nặng nề của đại dịch COVID-19. Phát huy vai trò lực lượng dân quân tự vệ trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thông tin trên lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. Những năm gần đây, người dân huyện Đam Rông đang tích cực đầu tư mở rộng diện tích nuôi cá tầm thương phẩm. Hiện toàn huyện đã có 40.000 m2 diện tích mặt nước được sử dụng vào việc nuôi cá tầm. Con số thống kê từ ngành nông nghiệp huyện Đam Rông cho thấy, năm 2018 tới nay, bình quân mỗi năm diện tích nuôi cá tầm của địa phương tăng lên khoảng 10.000 m2. Hiện đã có 40 hộ gia đình cùng một hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nuôi cá tầm với tổng diện tích mặt nước hơn 40.000 m2. Trong đó, các trại nuôi cá tầm tập trung chủ yếu tại khu vực các xã Romen, Đà Tông và Linstrom. Nhờ khí hậu và đặc biệt là nguồn nước phù hợp, nên cá tầm nuôi ở Đam Rông nhanh lớn, ít bệnh tật. Bình quân mỗi hecta mặt nước một năm cho thu hoạch khoảng 10 tấn cá và mang lại cho người nuôi từ 1,2 đến 1,5 tỷ đồng. Hiện chính quyền huyện Đam Rông đang quy hoạch cụ thể quy mô diện tích nuôi cá tầm, cũng như hỗ trợ nông dân trong việc liên kết sản xuất, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, từ đó tạo tính ổn định bền vững cho nghề nuôi cá tầm ở địa phương. Những năm gần đây, nông dân huyện Bảo Lâm chú trọng đầu tư nuôi chim cút, nên đàn chim cút ở trên địa bàn toàn huyện đã tăng mạnh. Huyện Bảo Lâm có trên 1.136.000 con chim cút, tăng hơn 9 lần so với năm 2018. Phát triển mạnh ở các xã Tân Lạc, Lộc An, Lộc Thành, Lộc Đức và Lộc Ngãi. Với chi phí đầu tư ban đầu nuôi chim cút thấp, không đòi hỏi diện tích lớn, tận dụng được nguồn nhân công nhàn rỗi, ít dịch bệnh, ít ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, thu hồi vốn nhanh, nên nông dân mạnh dạn đầu tư nhân đàn. Các hộ nuôi cút cho biết từ khi mua con giống đến lúc cút đẻ trứng khoảng 35 ngày. Tỷ lệ trứng đạt từ 85 đến 90% một ngày. Chăm sóc tốt, thời gian cút đẻ trứng sẽ kéo dài từ 7 đến 9 tháng, với giá trứng từ 3 đến 4.000 đồng một chục. Nếu nuôi 20.000 con, trừ chi phí mỗi tháng chủ hộ thu về trên 20 triệu đồng. Hiện nay thị trường tiêu thụ trứng cút thuận lợi, tận dụng nguồn phân bón cho các loại cây trồng, nên các hộ dân ở huyện Bảo Lâm yên tâm đầu tư phát triển, mở rộng quy mô trang trại chăn nuôi chim cút. Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc cho biết, cùng với việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, địa phương tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, triển khai nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm được xác định tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 6. Năm 2021, thành phố Bảo Lộc được bố trí trên 205 tỷ đồng để triển khai thực hiện 70 dự án công trình xây dựng cơ bản. Từ nguồn vốn này, thành phố Bảo Lộc sẽ bố trí phân bổ cho 2 công trình đã hoàn thành, 40 công trình dự án chuyển tiếp và 33 công trình khởi công mới. Đến nay, khối lượng giải ngân đạt trên 12% kế hoạch vốn. Nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án xây dựng cơ bản, trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố Bảo Lộc tiếp tục tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thủ tục và tháo gỡ những vấn đề phát sinh, giải phóng mặt bằng, nhất là những công trình khởi công mới được bố trí vốn trong năm 2021. Ngoài ra, địa phương còn ưu tiên bố trí nguồn vốn cho các công trình trọng điểm được xác định tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ 6. Bên cạnh đó, phân công cụ thể cho từng lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp chỉ đạo các công trình này để đảm bảo hoàn thành tiến độ theo kế hoạch đề ra. Mặc dù chịu tác động chung của tình hình dịch bệnh COVID-19, nhưng công nghiệp Lâm Đồng tăng trưởng nhờ đa dạng sản phẩm. Cần những giải pháp quản lý an toàn trước thực trạng đuối nước ở trẻ em, nhất là thời điểm các em kết thúc năm học, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè. Là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Mặc dù chịu tác động chung của tình hình dịch bệnh COVID-19, nhưng trong quý 1 năm nay, sản xuất công nghiệp Lâm Đồng cũng tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, hoạt động sản xuất công nghiệp trong quý 1 năm 2021 tiếp tục phát triển ổn định, với chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 5,17% so với cùng kỳ. Trong đó, chỉ số sản xuất ngành khai khoáng tăng 1,45%,
ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 4,2%, ngành sản xuất và phân phối điện khí đốt, nước nóng hơi nước và điều hòa không khí tăng 10,3%. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,5% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng có mức tăng trưởng khá như bia đạt 22,5 ngàn lít, tăng 65,77%. Hạt điều khô 152 tấn, tăng 19,84%. Rau ướp lạnh đạt 270 tấn, tăng 10,69%. Sản phẩm bô xít nhôm đạt 167,3 ngàn tấn, tăng 0,66%. Đạt được kết quả này là nhờ trong thời gian qua, ngoài việc đa dạng các loại hình sản xuất công nghiệp, tỉnh Lâm Đồng luôn chú trọng đến một số ngành nghề sản xuất mới có lợi thế cạnh tranh như công nghiệp chế biến rau củ quả, chế biến sợi lông cừu, nhôm bô xít và sản xuất điện năng, tạo sự đa dạng phong phú trong sản phẩm công nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Do ảnh hưởng của đợt đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại một số địa phương trên cả nước, nên ngành du lịch ảnh hưởng khá nhiều, trong đó có tỉnh Lâm Đồng nói chung và huyện Lạc Dương nói riêng, cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó. Lượng khách du lịch đến với địa bàn huyện giảm sâu so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương cho biết, trong quý 1 năm 2021, lượng khách đến tham quan du lịch trên địa bàn huyện có hơn 95.800 lượt khách, chỉ bằng 35,5% so với cùng kỳ. Doanh thu ước đạt 11,1 tỷ đồng, bằng 36,4% so với thời điểm này năm trước. Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện kích cầu du lịch, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các dự án du lịch dịch vụ trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình. Đồng thời tích cực hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch nội địa, phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới có chất lượng và tạo điểm nhấn ngay tại vùng đồng bào dân tộc bản địa để từ đó sẽ thu hút khách du lịch trong nước tìm đến để khám phá và trải nghiệm. Chuyển sang thông tin khác. Nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sáng 25 tháng 4, Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Ký ức tháng 4 lịch sử. Tại buổi tọa đàm, các nhân chứng lịch sử cùng các đại biểu đã làm rõ các nội dung liên quan đến hành trình của người lính trẻ trong cuộc kháng chiến, hoài niệm về chiến trường và ký ức tháng 4 lịch sử. Buổi tọa đàm không chỉ ôn lại những ký ức hào hùng của dân tộc trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thông qua lời kể của các nhân chứng lịch sử, cảm xúc của người lính, những người trực tiếp góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, qua đó góp phần giáo dục tuyên truyền lòng yêu nước, tinh thần tự cường, tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ hôm nay. Sáng nay, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức liên hoan khoa học kỹ thuật thành phố Đà Lạt. Tham dự có trên 200 học sinh đến từ 7 trường trong cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tham gia liên hoan, các em học sinh đã trải qua 4 phần thi như triển lãm các sản phẩm sáng tạo, theo đó mỗi đơn vị sẽ trưng bày giới thiệu 1 đến 3 sản phẩm sáng tạo mang tính ứng dụng thực tế trong cuộc sống và học tập. Thi xoay Rubik, thi thực hành bắn tên lửa nước và thi đường đua sáng tạo kỹ thuật bằng việc sáng chế phương tiện giao thông trên các vật dụng tái chế và tự vận hành bằng các động cơ đơn giản như dây thun bong bóng. Bằng sự năng động sáng tạo và trí thông minh của mình, các em học sinh trong độ tuổi thiếu niên đã mang đến cho liên hoan những sản phẩm mô hình, những ý tưởng độc đáo thiết thực, có khả năng ứng dụng trong đời sống. Liên hoan nhằm giúp các em có sân chơi lành mạnh, bổ ích, khơi dậy tiềm năng và phát huy tính tư duy sáng tạo trong độ tuổi thiếu niên. Đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành các nhà sáng chế trong tương lai. Sáng 24 tháng 4, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Thành đoàn Đà Lạt và Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Lạt tổ chức hội thi Anh văn English in Your Life lần thứ 33 năm 2021. Tham gia hội thi có 1.055 thí sinh là học sinh đến từ các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các em đang học tập tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, các thí sinh khối mẫu giáo thi 2 kỹ năng nghe và nói. Thí sinh khối tiểu học thi 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Thí sinh khối trung học cơ sở thi theo hình thức thuyết trình, theo chủ đề mà thí sinh bốc thăm. Hội thi Anh văn English in Your Life là hoạt động thường niên của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng, tạo sân chơi lành mạnh cho các em thiếu nhi đam mê bộ môn tiếng Anh, cùng nhau thể hiện khả năng, năng lực và kiến thức. Thông qua hội thi, nhiều gương mặt năng khiếu của các em thiếu nhi đã được phát hiện, nhiều tấm gương rèn luyện đã được bồi dưỡng để nhận thêm nhiều thành tích cao hơn trong các kỳ thi của các cấp. Hội thi diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 4. Lễ tổng kết và trao giải sẽ diễn ra vào lúc 7 giờ 30 Chủ nhật, ngày 9 tháng 5 năm 2021. Sau 12 ngày thi đấu sôi nổi hào hứng, ngày 25 tháng 4, Hội thao ngành ngân hàng Lâm Đồng năm 2021 đã chính thức bế mạc và trao giải các thứ hạng ở các bộ môn thi đấu.
Hội thao thu hút gần 500 vận động viên là cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thuộc 26 đơn vị thi đấu ở 6 bộ môn, gồm quần vợt, cờ tướng, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền và bóng đá mini 5 người nam nữ. Kết quả, giải nhất nữ thuộc về đội Sacombank, giải nhì thuộc về BIDV, đồng hạng 3 là Bưu điện Liên Việt và Ngân hàng Á Châu. Giải nhất nam thuộc về đội Sacombank, nhì Bưu điện Liên Việt, đồng hạng 3 là Ngân hàng Nam Á và Vietinbank. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành ngân hàng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy cán bộ, đoàn viên ngành tích cực tham gia phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị và cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống ngân hàng ở tỉnh Lâm Đồng, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Chuyển sang thông tin khác. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời gian qua xảy ra khá nhiều vụ đuối nước ở trẻ em. Vị trí đuối nước chủ yếu là các ao hồ vừa và nhỏ của người dân đào tích nước để phục vụ sản xuất. Trẻ bị đuối nước đã để lại nỗi đau mất mát thương tâm cho các gia đình. Vấn đề này đòi hỏi các ngành liên quan, chính quyền địa phương và các gia đình có con nhỏ cần có những giải pháp quản lý an toàn, nhất là thời điểm mà các em kết thúc năm học, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè. Trung tuần tháng 1 năm 2021, tại hồ tích nước này, một bé gái 12 tuổi ngụ tại thôn 11, xã Đàm Ri, thành phố Bảo Lộc. Trong lúc ra đây chơi đùa với nhóm bạn, không may bị trượt chân rơi xuống hồ. Dù được mọi người đến cứu đưa lên bờ, nhưng em đã tử vong do đuối nước. Vụ việc khiến dư luận rất xót xa. Đặc biệt trên địa bàn xã Đàm Ri lại có khá nhiều ao hồ tích nước như thế này. Đặc thù của xã Thuần Đông thì đối với các tỉnh và Tây Nguyên thì có hai mùa mưa nặng, thì đối với mùa khô thì bà con tập trung nạo vét một số cái ao hồ. Và cái ao hồ để phục vụ lấy nước cho phục vụ sản xuất. Đó là vấn đề cái đối với các cháu trong độ tuổi nó hiếu động, đó là vấn đề còn lại công tác quản lý cũng gặp rất nhiều khó khăn. Cái giải pháp thì giao cho công an rà soát các cái hồ mà xây dựng cả cắm các cái biển báo để hạn chế. Thực trạng người dân đào ao hồ tích nước để sản xuất và dùng cho sinh hoạt khác diễn ra khá nhiều ở các địa phương. Nguy hiểm nhất, nhiều ao hồ nằm sát khu vực dân cư. Trong khi đó, các gia đình có con nhỏ lại chủ quan, lơ là trong việc quản lý con em mình. Đã có nhiều vụ đuối nước đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên, khi phát hiện thì đã muộn. Đối với mình ra là nó có một cái hồ thủy điện Đại Ninh và bên cạnh đó thì cái hệ thống sông suối và ao hồ nhỏ ở trong các cái vườn rẫy thì cái nguy cơ tiềm ẩn về cái đuối nước rất cao. Đấy, trước tình hình đó thì không phải là trong dịp hè mà tất cả các thời điểm trong năm. Đấy, mà đặc biệt là khi vào dịp hè thì chúng tôi tăng cường với công tác tuyên truyền vận động, cụ thể nhất là đối với phụ huynh. Sinh hoạt dưới cờ thì sẽ tuyên truyền cho các em về cái việc phòng tránh tai nạn đuối nước. Rồi ngoài ra nữa thì cũng chỉ đạo cho giáo viên trực tiếp đứng lớp thì họ sẽ lồng ghép vào trong các cái tiết dạy của họ về cái việc phòng chống đuối nước. Rồi ngoài ra nữa thì nhà trường cũng đã tổ chức cho các anh em đi tập huấn tại ở Đà Nẵng và Huế về cái việc mà bơi lội. Thì trước khi nghỉ hè thì nhà trường bao giờ cũng vậy, cũng sẽ tổ chức một cái buổi tuyên truyền trước khi các em về nghỉ hè, cũng dặn dò là không được đến các cái khu vực ao hồ sông suối, rồi tuyên truyền cho các em những cái kiến thức về phòng chống đuối nước. Thống kê của ngành Lao động Thương binh và Xã hội chỉ tính đến đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 30 trẻ em bị đuối nước. Vụ việc xảy ra chủ yếu các em đi chơi gần khu vực có ao hồ thủy lợi. Do khu vực ao hồ không có hệ thống bảo vệ phòng ngừa. Chính vì vậy, khi trượt chân rơi xuống do không biết bơi, nước sâu, địa điểm xảy ra lại vắng người, không được kịp thời phát hiện cứu chữa, nên đã xảy ra những sự việc đau lòng. Do đó, cần có những giải pháp quản lý để tránh tình trạng đuối nước ở trẻ, nhất là địa bàn vùng nông thôn. Về cái công tác này, chia sẻ cái trách nhiệm của từng ngành bảo vệ cho trẻ em trong 23 cái quyền cơ bản. Thì trong cái góc độ của từng ngành như thế là mỗi ngành có một cái trách nhiệm riêng, có một cái chức năng, nhiệm vụ riêng. Và chúng tôi là cái đơn vị quản lý nhà nước để tổng hợp lại và đánh giá hiệu quả này. Tuy nhiên trong cái góc độ này nó cũng còn có một số cái chưa đạt về cái công tác phối hợp này. Ví dụ có những cái chưa kịp thời, có những cái địa phương nó còn xảy ra những cái tình trạng về đuối nước. Và trong cái phương thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tham mưu Ủy ban tỉnh để phân định cái trách nhiệm để làm rõ chừng cái chức năng nhiệm vụ và mỗi sở ngành đều có một cái kế hoạch riêng xây dựng và đẩy mạnh cái lĩnh vực này trong công tác quản lý để đảm bảo quyền cho các trẻ em. Những vụ đuối nước thương tâm ở trẻ em đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Vì vậy,
ngoài trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội thực hiện các giải pháp phòng chống, thì chính phụ huynh, mỗi gia đình cần quan tâm, nâng cao cảnh giác trong phòng ngừa và quản lý chặt chẽ con em mình để tránh tình trạng đuối nước xảy ra. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước: khách sạn Đà Nẵng kín phòng dịp lễ 30 tháng 4, điều chưa từng xảy ra sau hơn một năm, tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Sinh kế mới cho người dân tái định cư hồ thủy điện ở Nghệ An. Với thời gian nghỉ lễ kéo dài, thời tiết ấm áp cùng nhiều cảnh quan đẹp và sản phẩm du lịch hấp dẫn, thành phố biển Đà Nẵng là một trong những điểm đến được nhiều người lựa chọn cho kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 tới đây. Hiện nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú tại thành phố này đã kín phòng dịp lễ. Điều chưa từng xảy ra hơn một năm qua sau tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 tới, khách sạn 4 sao ven biển Đà Nẵng này sẽ đạt công suất buồng phòng 100%. Đây là lần đầu tiên khách sạn kín phòng dài ngày như vậy trong hơn nửa năm mở cửa trở lại sau dịch Covid-19. Công suất phòng từ tháng 4 đến bây giờ thì tăng trưởng khoảng là 40% đến 50%. Thì hiện tại công suất của chúng tôi cũng khá ổn, đặc biệt là trong dịp lễ thì cũng khá cao. Hiện tại chúng tôi đã full phòng và trong dịp lễ thì chúng tôi có những cái chương trình khuyến mãi cho khách, cũng như những cái chương trình chạy những cái chương trình tour tuyến cho khách. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, các cơ sở lưu trú du lịch khu vực ven biển và ven sông Hàn đều đạt từ 75% trở lên công suất buồng phòng trong dịp lễ. Các khách sạn, resort đều tung ra các chương trình ưu đãi tới 50% giá phòng, tặng phiếu dịch vụ ăn uống hoặc mua một phòng tặng một phòng, mua một đêm tặng một đêm để thu hút khách. Các đối tác lữ hành thì các booking thì họ đã gửi khách đi được khoảng một tháng rồi. Thế còn lại cái đối tượng khách lẻ ấy, thì họ đã đặt khách đây được khoảng một tuần hoặc hai tuần. Và các anh chị em cũng đã chuẩn bị các cái tâm lý cũng như là cái tinh thần ở một mức độ cao nhất đấy để phục vụ các cái đoàn khách. Trước lễ cả tháng, ngành du lịch và Hiệp hội Du lịch đã yêu cầu các cơ sở lưu trú chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và tập huấn công tác phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo du lịch an toàn. Nói chung, để sẵn sàng đón khách của 30 tháng 4, 1 tháng 5 và trong thời gian tới cao điểm của mùa du lịch Đà Nẵng thì đã tất cả các cơ sở lưu trú đã sẵn sàng. Các du khách mà qua thăm dò của chúng tôi đều xác định Đà Nẵng là điểm đến an toàn và mới về các loại sản phẩm, đặc biệt là các cái gói kích cầu. Dự kiến, dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay, tổng lượng khách tham quan du lịch tại Đà Nẵng ước đạt khoảng 130.000 lượt, trong đó các cơ sở lưu trú du lịch sẽ phục vụ hơn 58.000 lượt khách. Dấu hiệu cho thấy sự phục hồi ngoạn mục của du lịch Đà Nẵng so với kỳ nghỉ gần như vắng bóng du khách năm ngoái. Nghệ An có 8 hồ thủy điện đang được khai thác với diện tích mặt nước lên đến hàng triệu mét vuông. Tận dụng diện tích mặt nước, những năm qua nhiều hộ dân tái định cư ở các huyện miền núi tỉnh Nghệ An đã mạnh dạn phát triển mô hình nuôi cá lồng, bước đầu mang lại hiệu quả. Không những giải quyết việc làm, nhiều hộ còn thoát nghèo, kinh tế ổn định. Sau khi được tích nước, lòng hồ thủy điện Bản Vẽ Nghệ An trở thành môi trường thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản. Nhiều hộ dân tái định cư sống khu vực lòng hồ ở các xã Tam Đình, Yên Na, Lương Minh, Hữu Khuông, huyện Tương Dương chuyển sang nuôi cá lồng hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Tôi là nuôi cá ở đây là 3-4 năm rồi. Bán thì cũng chung một năm cũng được khoảng 30 triệu. Trừ chi phí đấy, ở gia mình chỉ cho là nuôi cá thôi. Chỉ có không có cái gì cả. Chúng làm dạy không nó có, không có chỗ làm nữa, họ cấm rồi. Tùng cây thì có tùng nhưng mà tùng ít. Tại các xã Đồng Văn, Thông Thụ, huyện Quế Phong, những năm trở lại đây, khi lòng hồ thủy điện Hùa Na được tích nước, số hộ nuôi cá lồng liên tục tăng. Đến nay, khoảng 600 lồng cá với gần 100 hộ thả nuôi. Một số địa phương đã xem nuôi cá lồng là mũi nhọn phát triển kinh tế. Là một năm cũng được gần 100 triệu. Với tiền nữa thì cũng cải thiện trong cuộc sống thôi. Gia đình ví dụ nuôi con ăn học này rồi là làm được nhiều việc lắm. Thì trong những năm qua, tận dụng cái mặt diện tích mặt nước của lòng hồ, thì bằng cái chính sách của tỉnh cũng như huyện, thì hàng năm huyện đều đề xuất với tỉnh và hỗ trợ bằng kinh phí từ nghị quyết chính sách là nghị quyết 14 của Hội đồng nhân tỉnh, thì đã tiến hành hỗ trợ lồng cá cũng như cá giống cho đồng bào tái định cư để nuôi ở trên lòng hồ thủy điện Hùa Na. Và đến nay thì tại hai xã Đồng Văn và Hồng Thủ, mỗi xã đã có đến 300 lồng cá.
năm 2015, tỉnh Nghệ An đã có phê duyệt đề án về phát triển thủy sản trên hồ chứa thủy lợi và lòng hồ thủy điện đến năm 2020 với mục tiêu nâng diện tích nuôi lên 1 vạn hecta. Tuy nhiên, hiện nay tốc độ phát triển nghề nuôi cá lồng còn khiêm tốn. Bên cạnh đó, nguyên nhân do thiếu nguồn lực thì một nguyên nhân khác là do các hộ nuôi cá lồng vẫn còn thiếu con giống, tiêu chuẩn và chất lượng, khiến cho quy mô nuôi cá lồng chưa đạt được như kế hoạch. Cũng chính vì thế mà một diện tích lòng hồ rộng lớn vẫn còn bỏ không. Hoàng thành Thăng Long là di sản văn hóa thế giới nằm giữa lòng Hà Nội và đã có bề dày lịch sử hơn 1.300 năm. Nơi đây chứa đựng những di tích, di vật độc đáo, minh chứng cho lịch sử của Thăng Long Hà Nội và lịch sử dân tộc Việt Nam trải qua nhiều thời đại. Tham quan hoàng thành vào ban ngày có lẽ nhiều du khách đã từng đến, nhưng trải nghiệm hoàng thành về đêm lại là một cảm giác rất khác lạ. Để kích cầu du lịch sau Covid-19, chương trình tour đêm hoàng thành bắt đầu được triển khai phục vụ du khách. Một hoàng thành Thăng Long rất khác lạ về đêm, với không gian sâu lắng, lung linh. Xem điệu múa cung đình ngay tại cửa Đoan Môn, phía dưới là di tích khảo cổ hàng nghìn năm từ lòng đất. Sau khi tham quan và dâng hương ở nền điện Kính Thiên, du khách đến với khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu. Tại nơi này, sau nhiều năm khai quật, các nhà khảo cổ đã tìm ra hàng triệu hiện vật khác nhau của các thời kỳ nằm chồng xếp và đan xen nhau. Đã từng đến hoàng thành vào ban ngày, nhưng với những du khách này, tour đêm mang đến cho họ những cảm xúc mới lạ. Gần 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà thấy rằng như vậy là đi ấy là cái lan tỏa và cái ấn tượng thì thấy rằng là rất là tốt và cũng nhớ lại được như vậy từ thời rời đô dựng nước đến giờ. Rất là có một cái sự rất là chiều sâu khi mà mình mừng tượng ở đây là những cái cột điện, những cái đền đài, những cái di tích lăng tẩm của từ những thời kỳ hàng nghìn năm của lịch sử. Thì thời Lý, Trần, Lê nó được sống động mà mình có một cái thời gian để mình tĩnh tâm, mình mừng tượng. Trong cái bối cảnh mà dịch Covid, cái lượng khách giảm, khách quốc tế không có, cho nên là tất cả các bảo tàng trên thế giới đều phải nghĩ đến cái câu chuyện là vượt qua cái thách thức này. Và tôi ghi rất là đánh giá cao cái sự cố gắng của anh chị em bảo tàng Thăng Long. Điểm mới lạ ở tour đêm Hoàng Thành còn nằm ở trò chơi giải mã Hoàng Thành Thăng Long cho du khách vào cuối hành trình tham quan. Với công nghệ laser cùng âm thanh huyền bí, du khách cùng tương tác trả lời các câu hỏi về di tích Hoàng Thành, về những gì họ vừa được lắng nghe từ hướng dẫn viên. Cách mà trải nghiệm này nó mang cái tính giáo dục rất là cao, dễ dàng cho tất cả mọi người nhớ được. Với một cái di sản đồ sộ rất nhiều thông tin về văn hóa lịch sử như thế này, thì làm thế nào đó để thiết kế ra, xây dựng ra một cái sản phẩm tour mà dễ dàng cho tất cả mọi người trải nghiệm. Là một sản phẩm mới, độc đáo, tour đêm Hoàng Thành Thăng Long hướng đến những giá trị văn hóa, lịch sử đặc biệt của di sản văn hóa thế giới, đem đến cho du khách những trải nghiệm khác biệt và hấp dẫn, làm nổi bật những di tích, di vật độc đáo và quý giá của khu di sản. Tại tỉnh Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn phối hợp với tập đoàn Sơn Group khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2021 với chủ đề Sầm Sơn cất cánh. Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu qua các ca khúc quen thuộc về xứ Thanh, về vùng biển Sầm Sơn, về tình yêu đôi lứa và những ca khúc mới được giới trẻ yêu thích, cùng sự kết hợp của hệ thống màn hình LED, âm thanh, ánh sáng hiện đại. Chương trình nghệ thuật đã đưa khán giả đắm chìm trong những cung bậc cảm xúc về tình yêu, đất và người xứ Thanh, lan tỏa thông điệp về một tương lai đầy tươi mới của miền biển giàu tiềm năng này. Đến với lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2021 kéo dài từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 31 tháng 7, du khách trong và ngoài nước sẽ được tham gia chuỗi các hoạt động văn hóa thể thao du lịch đặc sắc như lễ hội thả diều, diễu hành xe mô tô phân khối lớn, chương trình nghệ thuật thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, lễ hội Carnival, đồng thời được đắm mình trong biển xanh cát trắng. Lễ hội du lịch biển năm 2021 là sự kiện lớn có ý nghĩa quan trọng của tỉnh Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã và đang ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch trong cả nước. Với nhiều tiềm năng lợi thế về du lịch biển, Sầm Sơn đã và đang tiếp tục thu hút nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn đầu tư, triển khai các dự án lớn về du lịch trên địa bàn thành phố. Tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng với sự thành công của dự án cùng với các dự án khác, du lịch Sầm Sơn sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới với các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao, nổi trội, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
phát huy vai trò lực lượng dân quân tự vệ trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Nhận thức rõ vai trò của lực lượng dân quân tự vệ trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, cấp ủy Đảng, ban chỉ huy quân sự huyện ở Lạc Dương thường xuyên quan tâm, lãnh chỉ đạo các đơn vị chủ động kế hoạch trong các mặt công tác, xây dựng lực lượng vững mạnh rộng khắp, đặc biệt để chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Lực lượng thường trực cơ động dân quân tự vệ đã tích cực tham gia vào các hoạt động địa phương, góp phần làm nên thành công các nhiệm vụ. Buổi giao ban đầu tuần của Ban Chỉ huy quân sự xã Đà Sa, huyện Lạc Dương. Ngoài triển khai công tác quân sự quốc phòng, một trong những nhiệm vụ trung tâm được đơn vị tập trung thực hiện đó là phân công lực lượng dân quân tham gia chỉnh trang diện mạo xã và thực hiện đảm bảo cho công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn. Để thực hiện tốt việc bầu cử, thì đối với lực lượng xã Đà Sa hôm nay là điều động một tiểu đội để làm cảnh quan môi trường như trồn cọc để treo cờ Tổ quốc. Đó là thực hiện. Rồi các chỗ mà niêm yết các danh sách cử tri, rồi các danh sách đại biểu ra ứng cử, đó là phân công, trách nhiệm là thì quản lý và trực tại điểm đó để thực hiện tốt, không để bị mưa gió rơi hoặc bị những kẻ xấu lợi dụng để xé nát với đó. Lực lượng quân tự vệ là đối với xã Đà Sa thì thường xuyên là tham gia huấn luyện đặt quân số 100%, tham gia phối hợp với lực lượng công an chính quy để thực hiện cái việc tuần tra canh gác trong công tác chăm sóc bảo vệ rừng, trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn tại địa bàn thôn buôn. Đồng thời là hàng năm đều được sự huấn luyện đầy đủ để thực hiện cái là sẵn sàng chiến đấu. Ngoài thực hiện tốt các nhiệm vụ huấn luyện, ngay những tháng đầu năm nay, Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công lực lượng thường trực và cơ động ở cơ sở, phối hợp cùng các ngành đoàn thể thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa giữ vững an ninh chính trị và bảo vệ an toàn cho công tác bầu cử. Tuyên truyền vận động bà con nhân dân thì là thực hiện tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đó. Ngoài ra, chúng tôi hàng năm mà chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ mà huấn luyện dân quân ấy, thì chúng tôi gắn liền với công tác là dân vận luôn, giúp đỡ bà con, thường xuyên phối hợp với lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự ở trên địa bàn. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, song song với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo an sinh xã hội, trong những tháng đầu năm nay, toàn huyện đã duy trì hoạt động tại 17 đầu mối với hơn 700 dân quân tự vệ thường trực và cơ động, chủ động mọi kế hoạch giao, trong đó tập trung phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức thường xuyên công tác bảo vệ chặt chẽ cho các hoạt động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Riêng đối với Lạc Dương là vùng đặc thù dân tộc thiểu số trên 75%, cho nên là cách làm chúng tôi nó cũng sẽ khác một số đơn vị khác. Trong cái việc là xây dựng lực lượng thì chúng tôi phải đi xuống tận cơ sở, từng thôn, vào từng nhà, vận động, rồi có cái cam kết với gia đình, cam kết với địa phương. Sau khi đó thì chúng tôi tiến hành là căn cứ vào cái chỉ tiêu của tỉnh giao để chúng tôi có cái cụ thể phân công, phân nhiệm và giao chỉ tiêu cho từng ban chỉ huy sự xã. Và khi tổ chức thực hiện kết nạp dân quân vào lực lượng thì chúng tôi có cái sự đồng bộ vận hành của các ngành, từ ngành của huyện đến ngành của xã để vận động chiến sĩ dân quân trong quá trình làm lực lượng cũng như là trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ mà của huyện cũng như của xã giao với cái tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại địa phương. Tích cực phát triển kinh tế, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, công tác, xây dựng nền quân sự quốc phòng vững mạnh, đặc biệt tham gia đảm bảo các hoạt động cho công tác bầu cử trên địa bàn. Lực lượng dân quân tự vệ địa phương đã thể hiện tốt vai trò tiên phong trên các lĩnh vực và trở thành những chiến sĩ sao vuông tiêu biểu. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.